Hello, mình chào mọi người. Thì hôm nay kênh Thầy Cai cùng kênh Bài Nắng Sài Gòn thì lại là hai anh em mình đây. Thì dụng cụ dùng có hai anh em mình đi thăm bẫy như sau. Đây đây là mấy bịch lúa, tuần này mình có mười mấy cái thôi, với một trái dưa leo. Hồi nãy mình có đem mấy trái mà bẻ vô mấy chuột ăn rồi. Túi thần kỳ mình đem vô 15 mấy cái thì mình đem chừng chối lắm, chừng chục con chuột rồi mọi người. Đó, không cần nhiều. Rồi. Chuột nằm vô leo. Thôi cái đầu tiên thôi anh em ơi. Ủa sao trống lỏng vậy? Chuột. Ôi gặp chuột này nó phá mọi người. Xé banh trồng cái miếng bao lòng luôn à. Lúa còn 3 bịch luôn. Cái mà nãy giờ thăm hai cái nó không có gì hết. Đây nước ở đây là gì mình thấy có chỗ tập phá cửa ngoài kia mà không quay được nha. Cái nút lụm với cái phòng trong trời. Có ráo trống trơn như trời, cứt đá gì. Trời ơi. Ôi. Trời, cái lòng vậy hả? Mình tưởng mình dỡ lên nó dướng cục đá vậy, nó nặng dưới trời. Nó cục đá vậy hết. Cái lòng nè mọi người, thấy cái lòng của anh Ngọc anh chế chưa? Đây, đây. Đứng tim luôn mọi người. Trời ơi là trời. Dạ anh nha, dạ anh nha. Ôi dỡ cái lòng đứng tim luôn. Ê. Này đang lọc da mọi người. Nó bự rồi mọi người. Vô chắc cũng khoảng 2-3 ngày rồi. Trời lưng bồng trời ơi. Ôi trời. Ôi. Con này khoảng 2 ký mấy á. Cũng như trời. Ôi con này 2 ký mấy á trời. Ui. Wow. Ôi nãy mình dỡ lên nó nặng tưởng dưới cục đá mình đứng tim luôn. Giờ mình phải hết hồn luôn rồi. Thấy không? Thấy bạn đây coi coi. Mới trong đời trong cuộc đời mà bẫy rắn mà từ hồi ra nghề tới giờ lần đầu tiên mới được con bự dữ. Đó đâu có con mà cỡ ký dữ à. Con này. Lúc luôn hết nó nổi con rắn. Để lo cầm tay mình thử cho mọi người, cho mọi người coi nha. Thôi bây giờ úp để tôi bắt, để tôi quay cho ông bắt đi. Rồi à, để mình quen biết em. Rồi Tiếu cũng lấy cái vỏ đầu vô, bằng tay vô chuẩn bị bắt sống luôn. Lưới mới luôn hả Ngọc? Cục cứt rắn luôn hả Ngọc? Ừ, lưới mới mà. Lưới mới đặt chia ra thằng chục cái đó. Loại này như tôi đặt có 5 túi à. Trời mỏ hết rồi. Bữa tôi đưa cho ông hết cái rồi. Bữa đựng rắn đó. Không biết nhà còn cái 2 cái gì. Còn như túi nhỏ nhỏ mà. Trời ơi. Tùng bành cái mình luôn à, cái tróc da luôn à. Gì vậy ba, táp phóng kìa ba, đứng tim luôn kìa ba. Quá hấp Không đưa đầu ra mà nó quỷ này, cắn kiết gì đâu. Làm mình đứng tim luôn rồi. Ôi. Vô nó banh chành luôn. Trời con rắn. Rắn. Ông quấn vô cái tay để đo thử cái cầm tay kìa. Ôi. Đó, hấp chưa? Mình thở còn hơn rắn mà. Rung á. Mình thở còn hơn rắn nữa. Mình đang lột. Mình lột hụn nó luôn cho. Con này đang sung lắm nha. Đang lột nó đang cọc á. Mỏi tay quá. Đấy, xin núp video để anh bỏ nó vô vỏ mọi người ơi. Theo luôn. Cái này rất là im. Đây có lỗ thông rồi. Gió bên kia thổi qua mắt rượi rồi. Ở cái tường này nó khá là im. Và ở đây mình mới đặt đây nè. Ôi, cái này là cái gì vậy? Hả? Cái này là cái gì vậy? Biết rồi. Ôi mát quá vậy. Trời ơi, nó đi qua trên bên kia mọi người. Ê, cô khoan. Khoan. Mình đang về riêng cái chỗ mát quá, ngồi hứng mát. Dọn. Thôi có dọn luôn. Mấy cái kẻ đất này thổi, gió thổi là mát dữ vậy. Trời ơi, nó đang quay cận cảnh cái đưa cái đầu vô. Ủa. Nhọc nó đang quay vô ha. Rồi. Ây da nặng vậy. Ây da. Bẫy thông minh nữa hả? Bẫy thông minh chuột còn. Tôi ngán nhất bẫy thông minh này. Chuột còn ngồi bánh rồi mọi người. Hả? Bẫy thông minh nha mọi người. Để ra mình làm, mình cho mọi người coi luôn nè. Không chừng dính hai con thông minh mà. Rồi. Mr Hiếu sẽ xử lý con dọn này. Mình cầm nó nặng chắc mình độ cũng khoảng ký rưỡi có. Đây nè. Thông minh rồi. Chuột con. Đó. Đó. Con rắn nằm trên, chuột nằm dưới, hai ngăn chia nhau. Một con là một trời một vực. Lâu nha. Mấy con này rất lát cái tay. Đúng anh Ngọc, anh xài bao tay toàn là bụi không. Đi làm cái gì ta? Bóc xà bằng là con bóng xà bàn, là con bán xà bông, là con bóng xà bàn, là con bán xà bông. Đó, đó. Trời ơi. Dạ nè. Đúng luôn, mấy con dện mà nó ở vùng khô là nó hay có ve lắm nha. Cái gì vậy? Chuột kêu. Nó có vô nó ăn mày đâu mày sợ nó mày. Chuột sợ kêu. Ồ, lẹ ba cứng nhắc rồi ba. Lật có phải. Lật ngược lại. Lật ngược kia nó mới dưới ra. Chổng cái đầu lên vọng xuống. Bà anh hội nó đưa nó qua bên. Chổng cái đầu lên vọng xuống. Vọng xuống hả? Ừ. Nó cũng không chịu xuống luôn. Làm hơi nhỏ nha anh em, tại thông minh nó hơi nhỏ một tí. Cái này 6 tấc rưỡi, 7 tấc á, chứ không 6 tấc ngắn lắm. Nó càng đẩy thêm nữa. Em anh tí ông là én. Anh tí ông sợ. Rồi sao bác? Quá nhỏ đi, lọc. Đúng rồi đó. Rồi trỏ cái tay vô cho nó sát lên luôn. Đó ra đó. Đó, mặn cái đưa ra. Đó. Nó không ra. Đấy. Con này ký rưỡi có mọi người. Về khu này có con cặp, bắt hết cặp rồi, con đực. Con đực. Sùm nó quất cái mỏ vô em ta. Thủ thế. Thế. Mới tự hiểu cho mọi người biết khi anh bắt được con rắn ra hoài thì anh cầm có cảm giác như thế nào. Sướng tay. Nhưng mà cầm nha anh em. Anh em mới ra nghề là phải cầm cái đây nè. Anh em cầm ngay khúc giữa này nè. Anh em cầm khúc giữa đây nè là nó quay nó quất anh em liền. Đó, thứ nhất. Thứ hai nữa là cầm sát trên đầu nó cũng quất anh em được đó nha. Cầm ngay đây đỡ nè. Đó, nó quơ cái đầu nè. Múa. Đó, giãn thôi. Nhanh gọn lẹ nó đi cái bẫy khác chứ. Biết nhiêu cái đây? 16-17 cái vậy. Thôi mà giờ 2 giờ chiều rồi 16-17 cái nữa, kiểu này nữa là biết chừng nào mới tới nha anh em. Thôi. Để mình bỏ nó vô rồi cái gì chút mà có mình bỏ tiếp nha. Con này nhỏ quá mình bỏ vô bao riêng đi. Thui. Ve nó ỉa. Không, để ý nha, mấy con mà dùng cao là có ve dữ lắm nha. Nhưng mấy dùng này cao nè. Mà cao mới có dện chứ. Muốn săn dện là phải dùng cao. Muốn săn hành là phải lên đường thấp. Mình chỉ biết là mình đặt sao mình nói vậy nha. Còn những anh em nào mà nghề cao hơn thì chỉ giáo mình thêm nha. Rồi. Mình Tự Hiếu đang review cái hang con sóc bông nó lủi vô đây nè mọi người. Đây, nãy mình cũng quay mình biết mọi người. Ồ, lết láng vậy nè. Này xin mời tem của săn bắt tất cả các bạn huynh đệ săn bắt. Thì giờ cái cục đất con gì nó lết riết láng cái miệng hang đó. Thì giờ cái miệng hang này là biết là có hàng. Nhưng mà theo mình á, thì mình thấy được con sóc bông nó chui vô đây. Nhưng mà không biết trong cái ruộng mối này nó có bao nhiêu con. Là con gì với con gì. Giờ mình sẽ không bắt gì nó hết. Mình sẽ review cho anh em coi thôi. Rồi, up video thôi. Có cái bãi dưới rác ở dưới vùng cao lắm. Thấp lúc dãy xa mình làm biến mình không có quay. Rồi mình xuống dưới mình bợ lên con hũ dọn nhỏ nữa. Khoảng 7-8 lạng á. Thì kênh Bảy Đăng Sài Gòn cũng có quay những cái cảnh cắt đó. Mình không có quay. Giờ lên đây mình quay cho kênh Bảy Đăng Sài Gòn Bắc. Đây là con nhỏ rồi. Nhỏ bao chung với con nhỏ đi. Rồi. Bao tay xanh xanh. Hên quá. Bữa nay là ngày của con vợ luôn á. Con này mới lọt luôn nè. Ôi. Mới lọt luôn nè. Phải không? Bóng lưỡng luôn không? Ôi con này cũng cả ký à. Để ý coi cái hồn nó coi chạy ra. Hồn nó phá là dễ gì nó tung nếu mà phá. Nếu mà ra được rồi ra rồi. Gồng hôm nay nha mọi người. Bỏ dưới đáy đìa luôn á, đáy đìa khô á. Gồng thăm 3-4 lần, lần này mới được đó nè. Con này giờ anh chạy nhiều hơn hành. Chàng chứ không có. Cái đuôi nó lắc như ta. Úp lại. Đó ra hả? Qua đây. Dịnh bông. Gấu bông hả? Gấu bông. Nó dùng mà với vợ tôi là kêu gấu bông nha. Gấu bông. Trời ơi nó phùng lên cơ. Ôi ve nữa nè. Ve nè. Cảnh cho mọi người coi luôn, quơ mặt qua bên kia rồi. Ve nè. mà dùng khô là có da. Mới lột da bỏ da sạch bóng một lượng không? Ở dưới cái bụng nó còn ngậm chuột. Bụng còn ngậm đó, còn ngậm chuột nè. Ồ da nữa nè. Trời ơi sướng. Bộ nhắm khoảng nhiêu bộ? Con này cũng ký á. Con chuột nè. Rồi hết kỹ cùng nè, thấy không? Thì còn lận nữa. Còn nhu nhu lên. Ở trên cái cổ nó còn có ve bu nữa kìa. Phải không? Ngay cổ có ve phải không? Có ve. Quay cận cảnh. Rồi anh em mình bỏ vô vỏ thôi. Rồi Mít Tiểu làm mình được không? Xử lý mình được không? Con suối. Dài cái sải à. Con này nó đực những cái, hai bịch mấy á. Những cái. Đừng có quơ gần gần mặt nha mọi người, nó để một cái một là máu me không á nha. Tuy nó không có ấy nhưng mà mình kỹ một chút nha mọi người. Con này cũng có em mình nè. Chết mà. Vô đi, có bạn mày chồng mới vô đi. Vô. Ây da. Vô, tuột à, tự tuột vô nè. Đó. Mốt đem túi bự bự chút ha. Yêu cầu anh Mốt anh đem túi bự á, túi nhỏ quá. Thì mấy lần trước mình đi thăm bể đầu không mà cho nên đem túi nhỏ. Hôm nay ngày dện hay gì vậy trời? Không biết, hên xui chứ không phải là lúc nào thăm cũng không có hết. Không mà khu này dện nhiều lắm. Bự, thấy nhỏ không à? Cái trang trạng nó không có. Đó nãy cái luồng kia mấy cái đúng không? Được em tự bự nhất, nhưng em với hai, với ba gì đó. À, cái dây này giống cái dây quần tôi quá vậy. Thứ đó. Thì bữa tôi cắt ra đó. Bữa lụm cắt chia thẳng cộng. Cái quần này bữa mình lụm ngay chỗ cho gì ta? Đồ từ thiện. Đồ từ thiện nè. Học tủ từ thiện á. Cũng đâu phải giàu có gì đâu anh em ơi. Cũng đi kiếm đi muộn trên xin chết bà luôn. Rồi xin núp video để mình xử lý cái lòng nha, chuột bọng rồi vô. Nhưng chắc không có. Trời. Hay nó dậm thấy rồi. Nó lỡ dậm lên thấy rồi. Này chắc nó lỡ dậm nè. Rồi. Cũng sao. Sửa lại xài tiếp nha mọi người. Đang đi giăng nắng mệt mà gặp cái tình trạng này nó hết muốn sửa lòng luôn. Cái này nhẹ mà đâu có bị nặng đâu. Xúc này của mình. Tạm thời mình đem về. Quá. Trời ơi. Nằm ở chỗ này hết nói nổi luôn. Chỗ này. Cái bẫy tiếp theo, bẫy thông minh. Im thế. Cái này để dính ba con hổ hành là đúng không ạ? Để ra phải chỗ này không ta? Im thế. Bẫy thông minh đúng không? Mấy cái này là miếng bỏ dưa leo á, lúa cò. Chết. Cũng là cái lòng này đúng không? Đâu là? Rồi nhà te. Hello các bạn. Núp clip đi còn cái cuối cùng. Rồi, cái cuối luôn mọi người ơi. Hy vọng là cái cuối này lụm nha. Trong cái cuối mình tổng kết video luôn. Nhà te luôn. Nhìn lén mắt không thấy chuột đâu. Hàng này hàng quý hiếm, hàng đại rồi đó, hàng đại rồi đó mọi người. Nè, từ đây nó lột ra nhìn thấy vàng đã không, đang lột từ hồi ra 7 tới giờ mới dính được con này. Hy vọng mà vẫn còn con chàng này nữa. Đây là hai con cuối. Con này cũng được ký mấy, gần 2 kg. Gần 2 kg à? Hai con cả 2 kg á. Trọng không à? Con cả 1 kg rồi không? Rồi. Coi như bữa nay là có một loại một. Với còn 2-3 bịch lúa nè, ốc nè. Rồi cuối video. Trừ các con được rồi. Một hai con lúa. Bốn con gì? Rồi. Rồi, cuối video cũng kính chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Và cuối tuần có một ngày bên gia đình hạnh phúc, và tuần sau làm việc bắt đầu thuận lợi và thành đạt. Dạ. Dạ. Câu cuối cho ông nói á, ông nói hai câu cuối đó. Thì câu cuối thì mình xin mọi người cho anh em mình một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.